Chào các bạn. Phần bài tập tiếp theo trong phần lập trình hướng đối tượng sẽ là bài tập yêu cầu về màn hình thông tin nhân viên. Thì ở phần bài tập trước chúng ta đã làm quen với lớp đối tượng về nhân viên, chúng ta đang có những cái thông tin lưu trữ tương tự. Nhưng ở đây chúng ta có thêm cái phần mở rộng, đó là ở đây chúng ta tính thêm tiền lương nhân viên, chúng ta có thêm hai loại nhân viên nữa, đó là nhân viên văn phòng và nhân viên sản xuất. Sau đó chúng ta lưu trữ thông tin của nhân viên ở đây. Thì ứng với bài này chúng ta sẽ đi vào cái phần phân tích yêu cầu như sau. Thông tin nhập thì chúng ta cũng nhập vào thông tin của nhân viên. Rồi chúng ta có thêm cái phần xây dựng các cái lớp kế thừa từ nhân viên để chúng ta cập nhật cho các cái loại thông tin nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng tương ứng. Sau đó ta đi xuất thông tin các cái loại nhân viên ra màn hình. Thì sau đây sẽ là phần hướng dẫn giải. Đầu tiên ta sẽ đi tạo lớp nhân viên văn phòng. Thì các bạn lưu ý, ta sẽ đi xây dựng dựa vào cái lớp đã có là lớp nhân viên. Như vậy là cách xây dựng lớp kế thừa thì ta có từ khóa là inherit, tên của lớp cha. Còn đây là cái lớp con chúng ta đang xây dựng. Thì bên trong các bạn cũng chia ra thành các cái thành phần, khai báo biến thành viên, các thuộc tính, các hàm khởi tạo và các cái phương thức tính toán. Tương tự thì ta tạo lớp nhân viên sản xuất cũng kế thừa từ lớp nhân viên và cấu trúc của nó tương tự như là nhân viên văn phòng. Cụ thể hơn, chúng ta sẽ đi vào phần bài giải. Thì quay lại với lớp nhân viên mà ta đã xây dựng ở những bài tập trước, thì các bạn thấy chúng ta có những cái thông tin của biến thành viên, thuộc tính, khởi tạo. Tuy nhiên trong phần phương thức tính toán thì các bạn lưu ý chúng ta có thêm một cái phương thức nữa, đó là phương thức tính tiền lương. Phương thức tính tiền lương này chúng ta sẽ có cái công thức là lương cơ bản nhân với hệ số lương. Thì đó là cái cách tính lương chung cho các nhân viên. Thì sau này khi mà chúng ta tạo nên các cái lớp là nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng, thì với mỗi cái loại nhân viên đó ta có cái cách tính lương khác nhau. Do đó những cái lớp con nó có nhu cầu là định nghĩa lại cái lớp, cái thông tin đã có ở lớp cha, cái phương thức đã có ở lớp cha. Do đó các bạn lưu ý, với những cái phương thức ở lớp cha mà lớp con cần định nghĩa lại thì các bạn thêm cái từ khóa là overridable, có nghĩa là cho phép chúng ta viết lại, cho phép định nghĩa lại, cho phép những cái lớp con kế thừa có thể định nghĩa lại những cái phương thức mà có cái từ khóa này. Thì các bạn, đây là cái điểm các bạn cần nắm. Thì với cái lớp nhân viên các bạn, chúng ta sẽ bổ sung cái phương thức tính tiền lương. Sau đó chúng ta đi xây dựng lớp con là nhân viên sản xuất và nhân viên văn phòng. Thì hai cái lớp này nó có những cái thông tin mô tả riêng. Thì những cái nào chung nhất chúng ta sẽ đi kế thừa từ lớp cha là lớp nhân viên. Ngoài ra những cái đặc thù riêng của từng cái lớp con chúng ta sẽ đưa vào thêm, bổ sung vào thêm. Ví dụ ở lớp nhân viên sản xuất thì ta có thông tin đặc thù, đó là cái số sản phẩm của cái người nhân viên làm ra, rồi cái định mức sản phẩm và cái đơn giá sản phẩm. Thì ba thông tin này ở lớp cha không có, cho nên là ta sẽ đưa vào cái thông tin lưu trữ của cái nhân viên sản xuất, đây là đặc thù riêng. Còn toàn bộ những cái biến thành viên của lớp cha, ví dụ như là ta có các cái biến thành viên của lớp cha như là họ tên, giới tính, hệ số lương, vân vân,
thì toàn bộ đã được thể hiện trong thuộc tính. Thì những cái lớp, những thông tin đó, lớp con nó sẽ có thể sử dụng được, kế thừa được từ lớp cha. Còn những cái nào mà lớp cha không có thì chúng ta sẽ bổ sung vào cho lớp con tương ứng. Và chúng ta ở đây các bạn thấy những cái từ khóa share chính là những cái thông tin dùng chung, chia sẻ chung cho tất cả các nhân viên sản xuất. Ví dụ định mức sản phẩm là chung cho tất cả nhân viên sản xuất thì ta chỉ cần định nghĩa một lần, hay là đơn giá sản phẩm thì ta cần định nghĩa một lần, cho nên là ta share chung. Và khởi tạo những cái giá trị tương ứng như yêu cầu. Sau đó ta đi xây dựng các cái phương thức khởi tạo cho nhân viên sản xuất. Thì các bạn lưu ý, chúng ta sẽ xây dựng một cái phương thức khởi tạo giống hệt như lớp cha. Thì chúng ta có cái số lượng tham số ở lớp cha như thế nào thì các bạn viết truyền vào giống như vậy. Sau đó ta yêu cầu lớp cha khởi tạo qua cái từ khóa là mybase.new. Ngoài ra ta muốn khởi tạo thêm, ta muốn có thêm một cái phương thức khởi tạo đặc thù so với cái lớp cha, đó là ta truyền thêm một cái thông tin về số sản phẩm của nhân viên sản xuất. Như vậy thì ngoài những cái thông tin tương tự như ở lớp cha thì ta sẽ truyền thêm một thông tin nữa, đó là số lượng sản phẩm vào cho cái phương thức thứ hai, phương thức new thứ hai. Thì các bạn cũng yêu cầu là lớp cha khởi tạo, thì lớp cha chỉ có thể khởi tạo được những cái thông tin mà nó chứa chung cho cả hai lớp. Còn đối với thông tin về sản phẩm thì chúng ta phải tự gán vào cho cái biến thành viên của lớp con. Thì đó là hai cái phương thức khởi tạo của lớp nhân viên sản xuất. Sau đó ta đi xây dựng các cái thuộc tính như là biến thành viên của nhân viên sản xuất. Chúng ta có ba cái thuộc tính tương ứng với ba biến thành viên như thế này. Thì các bạn thấy chúng ta có là số sản phẩm, định mức sản phẩm và đơn giá sản phẩm. Thì những cái biến thành viên nào mà có từ khóa share thì các bạn lưu ý khi chúng ta xây dựng cái thuộc tính, các bạn cũng phải có từ khóa share tương ứng. Sau đó ta đi xây dựng những cái phương thức như là tính tiền thưởng, tính tiền trợ cấp. Thì tính tiền thưởng thì chúng ta có cái công thức tính tiền thưởng như yêu cầu. Còn những cái phương thức nào mà định nghĩa lại thì các bạn lưu ý chúng ta có là từ khóa override. Đây là chúng ta phương thức định nghĩa lại một cái phương thức đã có ở lớp cha, và phương thức này phải giống hệt với phương thức đã có ở lớp cha. Ví dụ các bạn quan sát lại, đây là phương thức tính tiền lương không hề có tham số, thì bên đây chúng ta muốn định nghĩa lại cái phương thức đó thì ta cũng viết lại hoàn toàn giống hệt, không có tham số. Đồng thời ta phải có cái từ khóa là override báo hiệu cho chúng ta biết đó là ta đang định nghĩa lại một cái phương thức đã có ở lớp cha. Còn ở đây là tiền trợ cấp. Tiền trợ cấp thì chúng ta tính cũng đã tính ở lớp cha rồi, nhưng chúng ta muốn bổ sung thêm một cái phương thức khác cho lớp con thì các bạn dùng từ khóa là overload, có nghĩa là một cái phương thức trùng tên với phương thức ở lớp cha, nhưng những cái thông tin truyền vào về số lượng tham số, về kiểu v.v. là khác so với phương thức ở lớp cha.
Như vậy thì khi tính tiền trợ cấp cho nhân viên sản xuất thì ta sẽ truyền vào cái thông tin là tăng ca, cho biết là có tăng ca hay không. Như vậy thì nếu như có tăng ca thì ta sẽ cộng thêm là 200.000. Còn cái tiền trợ cấp cũ thì ta lấy mybay.trợcấp thì ta sẽ cộng với cái thông tin tính thêm này. Như vậy thì ở cái phần này các bạn lưu ý hai cái từ khóa, đó là override, nghĩa là ta định nghĩa lại một phương thức giống hệt ở lớp cha. Còn overload nghĩa là ta sẽ bổ sung thêm một phương thức trùng tên với phương thức ở lớp cha. Tuy nhiên chúng ta phải khác về thông tin, về tham số, về kiểu vân vân. Tương tự, ta xây dựng lớp nhân viên văn phòng. Thì nhân viên văn phòng thì có những cái thông tin riêng, đặc trưng như là số ngày vắng, định mức vắng và đơn giá phạt. Thì hai cái thông tin định mức và đơn giá phạt chúng ta phải share, bởi vì nó là giống nhau cho tất cả các cái nhân viên văn phòng. Và các bạn khởi tạo các cái giá trị như yêu cầu. Sau đó ta đi xây dựng các cái thuộc tính từ cái biến thành viên này. Thì các bạn có các cái thuộc tính tương ứng, chú ý từ khóa share cho cái biến thành viên là share. Kế tiếp ta đi xây dựng phương thức khởi tạo. Thì cũng tương tự như ở nhân viên sản xuất, các bạn viết một cái phương thức khởi tạo giống hệt như ở lớp cha, giống các cái tham số ở lớp cha, và các bạn yêu cầu là mybase.new. Ngoài ra ta thêm vào một phương thức nữa, phương thức khởi tạo nữa, nhưng mà truyền thêm một cái thông tin đặc thù của nhân viên văn phòng, đó là số ngày vắng, thì các bạn truyền thêm vào. Thì khi đó ta yêu cầu là lớp cha khởi tạo, nhưng lớp cha khởi tạo chỉ có bao nhiêu đây thông tin thôi, còn về số ngày vắng thì chúng ta tự gán vào cho cái biến thành viên. Sau đó ta đi tính các cái phương thức riêng của lớp con, như là tiền phạt. Thì tiền phạt các bạn làm như yêu cầu, như mô tả. Còn đối với phương thức tính tiền trợ cấp thì đây là các bạn thấy chúng ta dùng từ khóa overload, có nghĩa là chúng ta bổ sung một cái phương thức giống với, trùng tên với phương thức đã có ở lớp cha. Tuy nhiên chúng ta sẽ bổ sung về mặt tham số. Như vậy thì ở đây ta truyền vào tham số là nữ, có nghĩa là nếu là phụ nữ thì chúng ta sẽ trợ cấp thêm, ở đây là 20%. Còn ngược lại là không đổi. Ngoài ra cái tiền trợ cấp cũ thì chúng ta lấy lớp cha, chúng ta tính mybase.trợcấp. Còn về cách tính tiền lương thì với nhân viên văn phòng thì nó có cái cách tính tiền lương khác so với cái lớp nhân viên ở lớp cha, cho nên là ta phải đi định nghĩa lại, định nghĩa lại phương thức tính tiền lương. Do đó các bạn phải override, có nghĩa là ta ghi đè lên cái đã có bằng một cái giống hệt. Còn overload có nghĩa là bổ sung thêm một cái phương thức trùng tên nhưng mà khác về những cái thông tin về tham số hay là về kiểu. Thì đó là cái các bạn cần chú ý giữa overload và override khác nhau như thế nào. Thì sau khi xây dựng xong thì chúng ta đi sử dụng đầu tiên là phần thiết kế. Thì các bạn thấy là chúng ta có một cái list box để lưu trữ danh sách các cái nhân viên được nhập. Còn loại nhân viên thì ta có văn phòng và sản xuất. Với văn phòng thì ta nhập số ngày vắng vào, còn sản xuất thì ta nhập số sản phẩm. Khi xử lý cho nút thêm thì chúng ta sẽ xóa rộng các tab box, đồng thời gán cái ngày vào làm là ngày hiện hành, hệ số lương bằng 1, các thông tin khác chúng ta gán bằng 0. Để lưu trữ danh sách nhân viên thì chúng ta sử dụng một cái biến có kiểu là ArrayList.
Đối với cái nút đưa vào danh sách thì chúng ta sẽ đi xử lý như sau. Đầu tiên, ta sẽ lấy thông tin từ trên form: họ, tên, phái, hệ số lương, vân. Sau đó các bạn khai báo một cái biến nhân viên có kiểu là lớp nhân viên mà chúng ta đã có. Thì ở bài này chúng ta sẽ áp dụng cái tính chất là kết nối trễ, có nghĩa là late binding, có nghĩa là khi mà chúng ta thực hiện thì chúng ta chưa biết cái nhân viên người ta sẽ thuộc cái loại nhân viên nào. Do đó ban đầu ta khởi tạo một cái, ta tạo ra một cái biến chung chung có kiểu là nhân viên. Và khi những cái thông tin về loại được chọn, ví dụ như là nhân viên văn phòng được chọn, thì khi đó ta mới lấy thông tin của số ngày vắng, rồi ta khởi tạo cái nhân viên bằng chính là cái nhân viên văn phòng. Bởi vì cái bản chất một nhân viên văn phòng cũng là một cái nhân viên, cho nên là đây gọi là cái tính chất kết nối trễ của VBNet. Sau đó ta khởi tạo những cái thông tin tương ứng cho nhân viên văn phòng thì chúng ta có cái số ngày vắng ở đây. Ngược lại, có nghĩa là cái shape radio button nhân viên sản xuất được chọn thì ta sẽ lấy cái số sản phẩm, đồng thời ta khởi tạo nhân viên bằng với cái nhân viên sản xuất, và ở đây ta có số sản phẩm truyền thêm. Ngoài ra, những cái thông tin về số con hay là ngày vào làm ta đưa thêm vào. Để xuất được tiền trợ cấp và tiền thưởng ra màn hình thì chúng ta yêu cầu nhân viên chấm trợ cấp thì nó sẽ tính cái tiền trợ cấp và tính tiền thưởng tương ứng để xuất ra màn hình. Thì đã tính lương thì chúng ta cập nhật lại lương cơ bản. Thì các bạn lưu ý khi mà chúng ta sử dụng những cái thông tin có kiểu share, có cái từ khóa share, thì chúng ta sử dụng trực tiếp tên của lớp mà chúng ta đã tạo, và chúng ta gán bằng giá trị mới. Rồi chúng ta tính tiền lương và xuất ra OTEX. Sau khi tính toán xong, ta đưa vào danh sách. Đây là cái array list ta đưa vào. Sau đó ta ép vào cái list box. Thì các bạn dùng item.s và chúng ta thể hiện là họ, tên, rồi chúng ta có cái tiền lương. Thì các bạn thấy ở đây ta yêu cầu là họ, tên và lương. Còn khi chọn một cái nhân viên trên list box thì ta phải xuất nhân viên ở vị trí tương ứng ra màn hình. Thì khi mà chúng ta chọn thì chúng ta lấy vị trí bằng cách thông qua thuộc tính selected index của cái list. Rồi xuất nhân viên tại vị trí đang được chọn thì đây là một cái thủ tục. Các bạn quan sát xem cái thủ tục này chúng ta viết cái gì. Thì thủ tục này sẽ truyền vào một cái vị trí cần xuất. Đầu tiên ta xét xem nhân viên thuộc loại nào, nghĩa là thuộc cái nhân viên văn phòng hay là sản xuất. Thì ta dùng cái từ khóa là type of danh sách nhân viên thư y. Nếu là nhân viên văn phòng, có nghĩa là type of danh sách nhân viên thư y. Rồi is nhân viên văn phòng, nghĩa là nhân viên văn phòng đó. Thì chúng ta sẽ yêu cầu là cái checkbox, cái radio button văn phòng sẽ được chọn. Sau đó các bạn gán cái số ngày vắng ra bên ngoài, rồi chúng ta xóa cái số sản phẩm đi. Còn tiền lương thì ta sẽ tính tiền lương theo đúng cái phương thức tính tiền lương của nhân viên văn phòng. Thì các bạn lưu ý, khi mà chúng ta add một cái nhân viên vào trong cái array list thì nó vẫn hiểu đó là cái kiểu nhân viên. Do đó muốn chuyển kiểu thì ta phải dùng cái setTime là một cái hàm chuyển đổi kiểu từ một cái phần tử sang một cái kiểu khác. Đó, ta phải chuyển vào cái kiểu chính xác là nhân viên văn phòng, rồi ta mới yêu cầu nó tính số ngày vắng. Rồi muốn tính tiền lương thì ta cũng ép kiểu sang cái nhân viên văn phòng. Bởi vì trước đó thật sự là chúng ta đã
lưu một cái nhân viên văn phòng vào rồi, nhưng mà cái kiểu chính của nó vẫn hiểu đó là nhân viên, bởi vì khi chúng ta add, chúng ta add cái thông tin chung. Ngược lại, có nghĩa là nhân viên sản xuất thì các bạn làm tương tự, các bạn cũng add kiểu và tính số sản phẩm, tính tiền lương. Sau đó ta đi xuất họ tên, rồi thông tin về giới tính, rồi hệ số lương, vân vân ra màn hình. Thì các bạn thông qua cái cách truy xuất là danh sách nhân viên, phần tử thứ y, rồi chấm cái thuộc tính. Sau đây chúng ta chạy thử chương trình. Thì đầu tiên chúng ta nhấn nút thêm. Thì mặc định đây là những cái giá trị mà chúng ta sẽ thêm vào. Ví dụ ngày vào làm là 2005, rồi hệ số lương chúng ta sửa lại tương ứng, rồi số con là 1 chẳng hạn. Đây là nhân viên văn phòng, số ngày vắng chúng ta cho là 1, thì chúng ta sẽ tính đưa vào danh sách. Như vậy thì người này sẽ được tính lương là lấy cái hệ số lương nhân với lương cơ bản ta đã chỉnh lại là 400. Sau đó ta cộng với cái tiền trợ cấp thì chúng ta ra tiền lương. Sau đó ta thêm một người thứ hai. Thì người này chúng ta sẽ chọn là nhân viên sản xuất và số sản phẩm là chúng ta đưa vào danh sách. Thì khi mà chúng ta chọn những cái nhân viên ở trên này thì các bạn thấy là nó sẽ xuất ra thông tin tương ứng trên màn hình. Như vậy là chúng ta vừa làm quen với màn hình thông tin nhân viên. Thì ở màn hình này chúng ta có những cái điều cần lưu ý như sau. Đầu tiên là chúng ta xây dựng các cái lớp kế thừa từ một lớp sẵn có. Rồi cái thứ hai đó là chúng ta sẽ vận dụng cái tính kết nối trễ, có nghĩa là labeling, để chúng ta xác định cái kiểu của một cái đối tượng. Rồi chúng ta có thể ép kiểu thông qua cái hàm tartype để chúng ta chuyển đổi kiểu tương ứng. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.